bà Hằng đi ra ngoài Hà Nội bị mấy cựu chiến binh ở ngoài. Ok, bị mấy cựu chiến binh ở ngoài thầy vui. Em làm đi, bọn anh ủng hộ. Tưởng đâu là ngon lành, từ ở ngoài Hà Nội đi vô trong này tổ chức livestream, mướn luật sư tùm lum tổ chức ăn nhậu. Lên tiếng nghĩ rằng mình được ngoài trung ương bảo kê, vô chửi mấy anh công an trong Sài Gòn này, chửi luôn cái đám chính quyền Sài Gòn này, lôi báo chí đồ này kia ra để mà chửi bới. Đó, mấy anh thầy dùi đó nó chơi nhất tiễn hạ sông điêu, nó chọt cho dập cho lụm luôn. Đó, thành đã nhậu nó mới có mấy anh thầy dùi gọi điện thoại. Ờ chị ơi, em thấy như vậy không có được, anh chị như vậy với ổng mà ổng như vậy đối xử như vậy không tốt. Bắt đầu nghe đồ, bắt đầu nghe nóng máu lên lại stream bật. Bật là mày chết. Sống bằng cảm xúc là chết. Mấy thầy vui quan trọng lắm. Nó móc điện thoại trước, nó chuẩn bị livestream đúng không? Móc vô gọi đầu tiên chứ. Chị là vô địch, chị ngon lành lắm. Em thích lắm, em ủng hộ chị. Nhưng mà em thấy ông Phan Nhân Mãi làm vậy với vợ chồng chị không có được. Làm vậy không có tốt. À, mình hồi đó mình giúp ổng, mình cho ổng biết bao nhiêu rồi này kia. Rồi bắt đầu nhậu nhậu chỉnh chỉnh lên. À, hứng quá lên livestream dính liền. Dính liền, dính cái chắc liền, đám thầy dùi nó chơi liền. Giống như hôm bữa trước á, mẹ đang đấu với lại ông Yên, đấu với ca sĩ, nghệ sĩ, đấu đi. Tự nhiên ở đâu? Ủa, lạc đề. Ờ, lạc nước hai xe đành bổ phí, đâu lạc đề. Tự nhiên quay qua quýnh phản động, tự nhiên lôi Trương Quốc Quyên ra đập. Lôi Trương Quyên ra đập, chưa đã, không chịu, lôi luôn cả. Nào là cái gì, Nguyễn Văn Đài, đồ này kia, người ta sống bên Đức, bên Pháp, đồ này kia, không ấy. Đụng tới thành phần phản động ưu tú, phản động nhân dân. Tự nhiên quý vị biết gì không, mấy anh thầy vui. Ừ, chị phải lên nói muốn để làm chi. Ta đây là binh cho nhà nước đồ này kia, người của nhân dân, sai lầm lớn. Trong khi đó người dân người ta đang thích, người ta đang thấy mấy ông này đang nói chuyện thời sự này nọ. Mày lên đập ai, đập nào mười chi di, đụng trúng pháp sư Kumawi, tống quẻ tuyên bố thẳng luôn, nói trước luôn, dụ dỗ dọ dập dập đến lúc lại dập dập thiệt.